về đặc trưng kỹ thuật của Võ Việt Nam là được dựa trên cái nền tảng kỹ thuật là của võ vật, nòng cốt của cổ truyền của Việt Nam, trên cơ sở là thái dụng và những tinh hoa của các môn võ khác ở trên thế giới. Võ Việt Nam được là do võ sư Nguyễn Lộc, là người ở Hà Nội, là sáng lập từ năm 1938. Thì sau đó là kế thừa là võ sư Chuyển Môn Lê Sáng. Cho đến năm 1975 là ngày thống nhất nước nhà, thì tôi trở về với gia đình ở Sài Gòn. Và từ đó là cái người đầu tiên phát triển lại, khôi phục lại cái Võ Việt Nam. Nó dựa trên các cái tiêu chuẩn. Cái thứ nhất là cái người đề thi đó là phải thuộc bài. Và thứ hai là trình độ kỹ thuật đó, là nó phải được là đánh đẹp. Những cái tấn bộ pháp thì nó cũng được là nó thể hiện rõ nét. Rồi những cái thể hiện trong cái sức mà đấm đá mạnh thì nó cũng tốt. Rồi nó cũng có những sức nhanh. Rồi cái yếu tố cuối cùng nó là nó cái nét thẩm mỹ. Một cái người diễn nó phải có cái thẩm mỹ. Nó phải tương đối là có một cái thẩm mỹ đẹp thì sẽ đạt cái điểm cao. Còn đối với những học trò, đối với những các em võ sinh thì mình cũng muốn là các em nó phải có một cái tinh thần, có một cái tâm, có một cái đạo đức của con nhà võ, thì bên môn phái gọi là võ đạo. Thì mình theo cái cuộc đời võ thì nói chung là nó không giàu nghèo so với những người khác thì có thể giàu hơn, nhưng mình theo võ thì nói chung là vì cái tinh thần của môn phái mà mình phải làm, vì cái đam mê, vì học rồi thì phải trả nợ thầy thì ráng theo mất cái nghiệp.